Thì kính thưa quý vị bà con thân mến, đã trở lại vlog Thắng Miền Tây. Hôm nay mình tiếp tục tới chùa Pô Thi Sa Ha Ram, Sóc Giò, phường 7 thì chia sẻ cái quả đám quả tán của sư Thạch Toàn. Đó thì sư cũng mất 18 tuổi rồi, chiều qua mình cũng đưa hai clip lên để cho cô chú anh chị biết rồi ha. Thì hiện tại bây giờ thì trước sau lưng mình thì cũng đang xây cái lò quả tán của sư. Đây là sư đang tô ha, các thợ đang tô sư Thạch Tinh Toàn này. Thì ngày xưa thì sự tích là cha mất rồi ngài đi vào tu trả hiếu cho cha. Thì thường trả hiếu thì có một tuần hoặc là 3-4 ngày thì sức rồi. Cái này là sư cũng có duyên với Phật Pháp nên sư tu được 6 năm lên chức là Sa Di hiếu quý vị. Đó là lên chức Sa Di, đó tu 6 năm từ chỗ cha mất đó tu trả hiếu, và ngài có cái duyên cũng như là cũng sư có một cái duyên với Phật Pháp nên tu sư tu được tới 6 năm. Thì hôm nay Thắng Miền Tây lại tới đây để chia sẻ tiếp tục để coi cái đám tang của sư như thế nào. Đây thì sau lưng mình thì mấy anh thợ cũng đang chuẩn bị cho ngày mai, đó là ngày thứ tư lúc 8 giờ đêm đem ngài ra quả táng tại công viên chùa này. Đó thì mình sẽ chia sẻ cái lễ tang của sư như thế nào, thì mời cô chú anh chị cùng Thắng Miền Tây vô tìm hiểu thôi. Ngày thứ hai này ha, ngày thứ hai, đêm nay nữa là đêm thứ hai ha, ngày mai là ngày thứ tư là đêm thứ ba, đó là nhằm 8 giờ đêm thì sẽ đem ngài ra quả táng tại nơi đây, đó ở sau lưng mình ha. Thì mời quý vị cùng cô chú cùng vô tìm hiểu cùng Thắng Miền Tây. Đây trước mặt màn hình quý vị thì mấy chú thợ đang chuẩn bị làm công đoạn cuối cùng là tô ha, tô đó quý vị, đang tô đó. Ngày mai là đúng 8 giờ, ngày mai là nhằm ngày thứ tư ha, đúng 8 giờ cũng làm 3 đêm đó quý vị, đúng 8 giờ sẽ đem ngày ra quả táng tại nơi đây. Thì hôm nay thì cũng mình lại tiếp tục để chia sẻ cái sự mất mát rất là to lớn của sư và sự bất ngờ mới có 18 tuổi thôi đã ra đi rất là đột ngột, không có một lời nào chăn trối nha. Thì mấy ông thợ đang tô, bữa nay cũng hoàn thành rồi, mai đem ngày ra quả táng này. Đây thì mình sẽ vô phía bên trong ha. Đó từ cái duyên của ngài là cái sự tích của ngài như vậy đó, từ cái duyên mà cha mát đó ngài tu trả hiếu và tu có duyên với Phật Pháp trên ngày tu liên tục được 6 năm trời lên chức Sa Di. Đó Sa Di ha quý vị, cũng một chức cũng hơi khá lớn ha. Đó tu cũng có chức vụ cũng như từ thấp lên cao gì đó quý vị. Đó còn mấy sư để tang cho ngài đó, các vị sư cũng mới vô cũng như là 1 năm 2 năm, chức vụ nhỏ hơn ngài nên người ta phải để cái tang cho ngài. Đó thì đây là buổi đám tang của ngài đây, tí mới xem vô bên trong ha, cho quý vị xem. Tên của sư này là Sa Di Lý Soriya, đó tên theo người Khmer, còn tên ở ngoài thì tên Thanh Toàn ha quý vị. Đó thì ngài lên chức là Sa Di Lý Soriya, tên thường gọi thì Thanh Toàn. Đó thì hưởng thọ 18 tuổi ha quý vị. Hôm nay mình lại ghi hình gõ hết cho quý vị xem toàn cảnh ở đây luôn. Đó. Đây là chỗ để ngài ở đây trong ngôi sala luôn. Xung quanh mình sẽ đi xung quanh một vòng cái chỗ lễ quan tài của sư ha. Đó thì mình lộn miệng mình kêu ngài hoài quá vậy, mong quý vị thông cảm ha, lộn miệng hoài luôn. Tí nữa mời quý vị ra phía sau để xem mấy bà nấu nướng như thế nào.
đây còn sau bếp thì mấy bà tất bật để chuẩn bị làm cơm nước ha, để có Phật tử ở xa ở gần rồi trong khuôn sóc đồ lại có cúng giếng thì đãi buổi cơm cũng như là của nhà chùa ha. Đó, tất bật làm người ta chân vậy đó quý vị. Ờ, bữa nay làm lẩu cù lao, làm lẩu với cù lao như vậy. Người tay chân ha, tiếp làm. Bữa nay có cô Thắm về làng lại đây nữa ta, cô Thắm về làng hả, sao có mặt ở đây góp công lớn ha, tiếp làm công quả. Sắt rau cải đâu bây giờ đó, rất là đông ha. Ngày đêm nay cũng là đêm thứ hai ha quý vị đó, ngày mai cũng đêm ngày qua ra hỏa táng rồi. Đây mấy bà đang làm thịt đó, mấy bà đang làm thịt nè, có thịt heo rồi đó, để đại khách đó. Ô ngày mai là ngày cuối cùng của sư rồi ha. Ngày mai ngày thứ tư á, mai ban đêm 9 giờ 8 giờ gì đó hả. Mơ một coi đức bánh bát nạn thôi thôi nhóm chậm nữa ờ mà nó dù lại tròn phơi cơ lậu nướng hai đầu hai liên trứng mà ba mà anh cúp ba lập mà kinh tiết thắng tàu lão luôn. Chú ủng hộ đấy, đăng ký đấy. Mấy bà cũng rất là vui vẻ. Việc lậu đứng lại đó. Đó thì cũng gặp bạn cũ. Vô đây cũng gặp bạn cũ của mình ngày xưa đi chơi chung rồi đó quý vị. Biết mình cũng muốn quên nè, mười mấy hai chục năm mà quý vị. Bà nấu gì vậy bà? Hả? Cái này cu súp hả bà? Nước súp. Quá ngon. Dạ. Dạ. Bà làm đó. Rồi. Cái này cù lao. Cái này làm cù lao ha. Quá ngon luôn bà. Cô Thắm về làng, cô Thắm về làng. Mình chia sẻ từ trước tới sau luôn cho quý vị xem cho hết luôn ha. Đây là cũng tới giờ sư dùng buổi sáng hay buổi trưa rồi, buổi sáng quá. Đây là tới giờ cơm ha, tới giờ là sư dùng buổi sáng rồi quý vị. Đó, người ta sắp lên vậy đó rồi người ta gõ kẽn rồi sư lên nha. Dùng thôi, dùng buổi sáng ha. Đó. Có trái cây nữa. Đó. Trái cây, bánh ngọt, ăn tráng miệng quý vị. Đó. Đây thì mai tiễn biệt sư cũng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng chúc cho linh hồn đại sư sớm thoát về cõi cảnh cực lạc thế giới đại từ đại bi của Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì chia sẻ hết một đoạn này lên cho quý vị xem. Ở đây cũng đồng thời cũng có miếu Bà Đen ha quý vị, rất là linh thiêng. Nhiều anh em Phật tử cũng ở xa cũng đến đây thắp hương và cầu nguyện cho gia đạo bình an ha. Đó.
mình ăn được như ý nguyện đó. Thì đó có miếu Bà Đen, và cạnh bên này có những bức tượng Phật Thích Ca, thì bên này cũng có tượng Phật Thích Ca ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Cái này không phải cây bồ đề đâu, bây giờ cây cổ thụ rất là lâu năm đó. Thì giấc trưa chắc mấy chú đánh xe dâm, đánh ngủ âm á, thì cũng ăn cơm trưa đang nghỉ ngơi gì quý vị đó, thành ra không có nghe tiếng ồn ha. Thì bữa nay thì cũng hồi tối cũng rất là đông ha quý vị. Ngày mai là cũng đêm cuối cùng, cũng có các Phật tử, các em ở đâu loại nè, các chị các em ở đâu loại cũng có đốt nhang và cúng ha. Đó thì cũng có Phật tử cũng gần xa cũng lại đây cúng đó quý vị. Đó ta để trong bao thư vậy đó. Đó rồi người chủ, người đại diện cho chủ nhà thì cũng chắc em của sư hay gì nè, đốt nhang đưa cho người một cây và đây ở đây cũng nhà chú Bảy ha. Nhà chú Bảy cũng chú cũng làm lò quả tán ở trong đây, cũng thiêu cũng quả tán cũng mười mấy năm nay tại đây nè. Đó ở đây gồm có hai lò heo vậy, lò mới và lò cũ, chú cũng làm ở trong đây mười mấy năm để dành cho thiêu các Phật tử. Còn sư thì người ta xây riêng chứ không phải là thiêu tập trung với cái là con sóc với Phật tử được heo vậy. Đó, một vị sư là cũng như là một vị cao hơn người thường một tí đó, thì thành ra ta cũng xây riêng. Ở đây là chỗ lò hỏa táng của chùa Bodhisattva phường 7. Đây là chú cũng đang chắc củi để đẩy đi đang chắc lên để ngày mai 8-9 giờ đêm để hỏa táng sư 18 tuổi này ha. Chú ở đây cũng chú quét dọn hàng ngày. Ở đây thì cái những còn hài cốt rất là nhiều, lụm không hết. Đây là lò hỏa táng đó quý vị đó. Ở đây cũng thấy mục hết trơn, đóng đen luôn đó. Cái này là để dành cho dân thường thôi quý vị đó, sư thì ta xây dựng riêng. Ở bên đây thì những cái mà thiêu rồi, đây họ hài cốt còn nhiều lắm. Đây xương lụm không hết nè, như là ống giò rồi nè quý vị. Đó xương ống giò. Đây xương ống giò trắng dừ hết trơn, đó xương không. Cái này lụm ta lụm có phần nào thôi quý vị. Còn rất là nhiều luôn. Đây là xương không nè. Đó, cái trắng gì là xương ha, xương ống giò, xương ống miệng, xương đầu rồi nè. Xương chậu rồi nè, nhiều lắm. Đây là xương không nè quý vị.
đó. Người ta lượm con phần nào người ta lại đi trong hũ cốt thôi, còn rất là nhiều. Đây toàn là xương không luôn nè, còn yên nguyên luôn nè, đó xương đó thấy không như vậy. Đó. Đây là còn xương không luôn nè. Đó cái này là xương không đó, đó, còn rất là nhiều luôn quý vị. Đây. Rất là nhiều bộ xương. Người ta thiêu người ta chủ yếu là lụm có một phần nào đó thôi, còn là lợi nè, yên nguyên luôn nè quý vị. Cho quý vị xem. Đó, đây một cục nữa nè. Rất là nhiều. Đây là xương xương ống tay, xương ống miệng rồi còn nhiều lắm quý vị. Mô Phật. Đây là xương ống tay, ống miệng vậy nè, đó. Đó thấy không? Còn rất là nhiều luôn. Đó. Đây. Đây là một đống tro sau khi người ta quả tán xong rồi người ta đem ra đây đó quý vị. Đó đem ra đây. Ta kéo cái đó ra đây rồi người ta hốt đổ tro một đống ở đây nè. Còn chú bảy thì đang quét dọn ở đây là với lấy mấy cái củi này nè, đi chắc chỗ sư 18 tuổi mất đó để quả tán đó quý vị. Đó xe gùa của chú nè, đẩy củi qua bệnh. Đây là toàn công nguyên ở phía sau, nhà chú bảy cũng gần đây thôi. Ở trước có cây bồ đề. Đó, toàn cảnh ở phía bên ngoài này. Ban đêm là một mình hoặc là giấc chiều ở 4-5 giờ là một mình không dám vô đây đâu quý vị. Rất là u ám âm mưu luôn. Ờ, cái ý nó rất nặng luôn. Ở đây nó rất nặng luôn quý vị. Không khí rất nặng đó. Vô mà yếu là không được luôn quý vị. Đó thì cái chỗ quả tán nhiều có linh hồn á tụ lại đó là còn ở đó đó quý vị. Có khi người ta lẩn quẩn ta chưa có được siêu thoát, ta chưa có tới số á thì cũng còn lẩn quẩn đó thôi. Đây là những cái tấm vải tan để trang trí chỗ quả tán nè. Đó rồi chú bảy nãy thì ổng lụm củi để qua đây. Đây lụm củi để qua đây để được chắc lên cái chỗ này. Đó, chỗ quả tán. Ngày mai là ngày thứ tư, cũng là ngày đem ra, ngày cuối cùng đem ra 8-9 giờ đêm gì đó. Đó quý vị. À, cũng mới tô xong rồi nè. Đó. Tô xong rồi ha. Đây thì ngày cũng tu tới sa di rồi quý vị. Tới chức sa di rồi ha. Đó. Thôi thắng miền Tây cũng chia sẻ ngày thứ hai của đám tang của sư 18 tuổi này đến đây cũng xin tạm dừng. Chúc cả nhà một ngày mới thật an lành, vui vẻ, hạnh phúc và thành công ha. Chỗ này là chỗ quả tán của của sư đây. Thì nãy giờ cũng câu chuyện từ đầu đuôi tới giờ nãy cũng quý vị cũng hiểu hết ha. Thì thấy ngài đem ra quả tán thì mình sẽ tiếp tục lại đây để chia sẻ hình ảnh cuối cùng đưa tiễn sư về nơi chính suối và về tiểu Phật Thích Ca Mâu Ni. Thôi thắng miền Tây xin phép lại tại đây. Xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc và nhiều sức khỏe ha. Xem nhớ bấm like và đăng ký cho thắng miền Tây có thêm động lực để làm ra mắt quý vị hay hơn, tốt hơn nữa. Thôi xin chào mọi người, hẹn video tiếp theo của mình.